Thưa quý vị và các bạn, những năm trở lại đây, phong trào chạy bộ đang nở rộ tại Việt Nam với rất nhiều giải chạy khắp cả nước, từ các thành phố lớn tới các tỉnh miền núi. Các giải chạy này thu hút đông đảo người dân thuộc nhiều lứa tuổi tham gia, đặc biệt là giới trẻ. Tại Thừa Thiên Huế, nhiều câu lạc bộ chạy cũng được hình thành và đặc biệt từ năm 2021, giải chạy bộ vì sức khỏe cộng đồng Huế Jogging thu hút đông đảo người dân tham gia. Sau lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2021, lần 2 năm 2022, giải chạy bộ này sẽ khởi tranh vào sáng Chủ nhật tuần này. Giải chạy này không chỉ có ý nghĩa rèn luyện sức khỏe mà còn mang thông điệp vì một môi trường xanh và quảng bá hình ảnh Huế thân thiện với môi trường. Tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, tinh thần được diễn ra hàng ngày trở thành một nhu cầu quan trọng của nhiều người dân. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng tới mọi đối tượng, địa bàn với nhiều hình thức tập luyện phong phú. Trong đó, phong trào chạy bộ đang được nhiều người dân tham gia để rèn luyện sức khỏe, nâng cao sức đề kháng trước ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong thời gian tập luyện thì Uyên cũng chỉ mới bắt đầu, cho nên Uyên sẽ chọn cho cự ly của mình an toàn là 5 cây. Và thông qua đây Uyên cũng thấy là mong mỏi rằng tất cả mọi người hãy rèn luyện thể dục mỗi ngày. Để thúc đẩy phong trào thể dục thể thao chạy bộ trong nhân dân, năm 2021, lần đầu tiên Huế Jogging được tổ chức với chủ đề chạy vì cộng đồng và phát triển văn hóa đọc. Giải đã thu hút hơn 4.000 vận động viên tham dự. Đúng như tên gọi cũng như thông điệp của giải là vì cộng đồng và ý nghĩa nhân văn của giải, khi toàn bộ số tiền tài trợ được sử dụng vào việc mua sách để cung cấp cho các trạm đọc, thư viện miễn phí triển khai tại các công viên, không gian phù hợp trong thành phố. Cùng với đó, tham gia giải chạy Huế Jogging, mỗi một người dân cổ đô còn góp sức mở ra nhiều cơ hội quảng bá hình ảnh di sản Huế thông qua các hoạt động thể thao. Từ đây, một hình ảnh cổ đô xanh, sạch, sáng theo hướng đô thị, di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và năng động tiếp tục được lan tỏa mạnh hơn. Vì thế, sau lần đầu tiên, năm 2022, Huế Jogging được tổ chức trở lại là hoạt động nhằm lan tỏa phong trào thể dục thể thao và hướng về cộng đồng vì một thành phố xanh. Các bạn trẻ và người dân ở thành phố Huế sẽ tham gia chạy vì cộng đồng với mục đích là khuyến khích và động viên cộng đồng và mọi người tham gia rèn luyện sức khỏe và nâng cao sức khỏe của bản thân mình. Và bên cạnh đó, thông qua chương trình, ban tổ chức cũng sẽ gửi đến thông điệp và mong muốn mọi người cùng quyên góp sách để tham gia xây dựng các cái điểm xanh và các cái điểm đọc cộng đồng để phát huy văn hóa đọc trong cộng đồng. Và bên cạnh đó cũng sẽ kêu gọi mọi người cùng tham gia quyên góp để trồng cây, góp phần xây dựng một thành phố Huế xanh sạch đẹp. Với một thông điệp là vì một Huế xanh, có nghĩa là tất cả mọi người cùng tham gia chạy và cùng hỗ trợ để mà thúc đẩy các công tác như trồng cây, thực hiện việc làm vệ sinh, rồi đóng góp sách, rồi tất cả hoạt động liên quan tới phát triển Huế là Huế xanh. Thì với cái thông điệp như vậy thì chúng tôi cũng có kêu gọi các cái nhà tài trợ là cả công ty, cả doanh nghiệp thì cùng đóng góp để mà tham gia vừa cái giải chạy mà vừa cái nguồn tài chính rồi vật chất rồi cả cái điều kiện khác để trồng cây cho thành phố Huế. Từ thông điệp của Huế Jogging lần 2, có thể thấy mục tiêu ý nghĩa của giải lần này bao quát hơn, có tính dài hơi hơn. Không chỉ vậy, ngoài đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, những hoạt động vì cộng đồng thông qua chạy bộ ngày càng được lan tỏa. Đây còn là cơ sở để xây dựng Huế trở thành một thành phố của những giải marathon tầm cỡ quốc tế, qua đó tạo điều kiện kích cầu phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế như mục tiêu mà ban tổ chức giải hướng đến trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Sau cái COVID-19 thì vừa rồi thì chính phủ cũng đã bắt đầu mở cửa cho du lịch, rồi Thừa Thiên Huế cũng rất là nhanh thực hiện cả cái chương trình mở cửa rồi thực hiện cả cái chương trình kích cầu du lịch, cho nên là cái giải chạy bộ cũng là để bắt đầu cho cái việc là chúng ta vừa rồi thời gian qua thì người dân Huế cũng đã rất là bảo vệ sức khỏe thông qua thể thao, thông qua thể dục, thì đấy cái giải chạy cũng tạo ra một cái sức của cộng đồng để mọi người cùng tham gia bảo vệ sức khỏe, và cùng với nói của thông điệp là Huế cũng đã sẵn sàng trong cái việc là mở cửa rồi thực hiện các hoạt động bình thường. Dự kiến Huế Jogging lần 2 năm 2022 được tổ chức vào ngày 6 tháng 3. Khu vực xuất phát trước mặt Phu Văn Lâu, đường Lê Duẩn với 3 cự ly 3 km, 5 km và 10 km. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, ban tổ chức giải yêu cầu các vận động viên tham dự đảm bảo thực hiện nghiêm 5K, chủ động test nhanh trong vòng 24 giờ.